Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bí Phượng kính mời quý vị theo dõi chương trình thứ bảy của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam thực hiện tại vùng Bắc Virginia. Kính thưa quý khán thính giả, Hôm nay chúng tôi có mời ông Nguyễn Viết Trung thuộc Trung tâm Truyền giáo Việt Nam trình bày cùng quý khán thính giả làm sao để phân biệt được ai là người tin Chúa thật sự. Vì chúng ta vẫn thường thấy có những người tự xưng mình là cơ đốc nhân, nhưng cuộc sống của họ không khác gì những người không tin Chúa. Xin kính chào ông Nguyễn Viết Trung. Xin mời ông. Kính chào quý vị, trong thế giới ngày nay có nhiều người xưng mình là cơ đốc nhân, nhưng thực sự họ không phải là cơ đốc nhân. Chúa Giêsu phán rằng Chẳng phải hễ những kẻ nào nói cùng ta lạy Chúa, lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu. Tiếp theo Chúa Giêsu nó đến ngày phán xét rằng ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói thiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao. Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ hãy lui ra khỏi ta. Quý vị có nghe rõ không? Chúa nói có nhiều người, chứ không phải có ít người hay chỉ có vài người. Có nhiều người nhân danh Chúa để rồi vì Chúa cho là kẻ gian nát. Ta chẳng biết ngươi, hãy lui khỏi ta. Chúng ta hôm nay qua Kinh Thánh, chúng ta sẽ tìm hiểu Hội Thánh là gì, cơ đốc nhân là ai. Nếu quý vị có quyền Kinh Thánh, xin mở ra sách Matthew chương 16. Tôi xin đọc Matthew 16, 13 câu 18. Khi lúc Chúa Giêsu đã vào địa phận thành Sa-sê-ra Philip bèn hỏi môn đồ mà rằng theo lời người ta nói thì con người là ai? Môn đồ thưa rằng người nói là Giăng Báp Tít, kẻ nói là Eli, kẻ khác lại nói là Jeremy hay là một đấng tiên tri nào đó. Ngài phán rằng còn các ngươi thì xưng ta là ai? Simon Phiêrơ thưa rằng Chúa là đấng Christ, con Đức Chúa trời hằng sống. Bây giờ Đức Chúa Giêsu phán cùng người rằng hỡi Simon, con Jonah, ngươi có phước đó vì chẳng phải thịt và huyết tỏ ra như ngươi biết điều này đâu bèn là cha ta ở trên trời vậy còn ta ta bảo ngươi rằng ngươi là phi rơ ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó quý vị thấy hai chữ hội thánh quý vị có thể tô màu hay khoanh tròn hai chữ này đây là lần đầu tiên chúa giêsu nói đến hội thánh vì vậy nó quan trọng cho biết nền tảng của hội thánh là gì thực sự chúa giêsu muốn nói gì rất giản dị Chúa Giêsu muốn định nghĩa Hội thánh qua hai cách. Hội thánh là một cộng đồng của những người biết Chúa Giêsu. Qua đoạn kinh văn này, Chúa Giêsu hỏi các môn đồ: người ta nói ta là ai? Và các môn đồ trả lời cho biết dư luận nói rằng Chúa Giêsu là dân Baptist, tiên tri Eli, Jeremi hay là một tiên tri nào đó. Quan niệm về Chúa Giêsu ngày nay cũng giống như hồi thế kỷ đầu tiên sau Công nguyên. Có người cho Chúa Giêsu là giáo sư giỏi về tôn giáo nhà xã hội học dạy phải thương kẻ nghèo và chăm sóc người quá bụa hay người cần thiết. Người theo đạo Hồi giáo thì cho Chúa là một tiên tri. Người theo Ấn Độ giáo thì cho Chúa giê -xu là một vị thần. Người vô thần thì cho Chúa giê -xu là một người tốt, một người làm chính trị kiểu mới. Mọi người có khái niệm mơ hồ về Chúa giê -xu. Rồi Chúa Giêsu quay sang hỏi các môn đồ, Còn các ngươi, các ngươi cho ta là ai? các người số nhiều chúa muốn đối diện với các môn đồ vì câu trả lời của họ sẽ quyết định tương lai đời đời các người cho ta là ai Fierro thay mặt tất cả môn đồ trả lời rằng Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Hãy ghi nhớ, đây là lần đầu tiên các môn đồ của Chúa thật sự công bố Chúa Giêsu là Đấng Christ. Chúng ta hãy dùng kinh thánh để hiểu rõ hơn điều Fierro vừa nói ra. Christ không phải là tên hay họ của Chúa Giêsu. Christ là danh hiệu. Christ là từ tiếng Hy Lạp là Christo có nghĩa là đấng được sức dầu hay đấng được chọn chữ này đồng nghĩa với tiếng Hebrew là Masiac tức là Messia Jesus Christ nghĩa là Jesus đấng Messia hay Jesus đấng được sức dầu khi Phêrô tuyên bố ngài là đấng Christ đồng nghĩa với Chúa Giêsu là đấng mà Đức Chúa Trời đã hứa sẽ đến để cứu chúng ta khỏi tội và ban sự sống đời đời. Đó là ý nghĩa thực sự về Chúa Giêsu có một lần trên phi cơ đi california tôi nói chuyện với một bà ngồi bên cạnh bà tự xưng là một phật tử và cho tôi biết là bà tin chúa giê xu là một giáo sư thần học giỏi là tấm gương về tình yêu thương nhưng khi tôi hỏi bà có tin rằng bà cần có chúa giê xu để cứu bà ra khỏi tội nghịch cùng đức chúa trời và có muốn ngài cai quản đời sống của bà không thì bà trả lời lập tức là không tôi lịch sự nói với bà ta rằng tại vì bà không biết giê xu là ai Bà từ chối Chúa Giêsu và từ chối tất cả những gì mà Chúa hứa sẽ ban cho vì không hiểu tường tận Chúa Giêsu là ai. Nếu Chúa Giêsu chỉ là một ông thầy tốt, dù tốt đến mức nào thì bạn sẽ đối xử với Chúa Giêsu Christ là người thầy. Nếu bạn cho Chúa Giêsu là một nhà tư tưởng vĩ đại thì bạn sẽ lắng nghe lời dạy dỗ. Nếu bạn cho Chúa Giêsu là một tấm gương thì bạn sẽ cố gắng noi theo gương mẫu đó. Đó là tất cả loài người trên thế giới đã đối xử với Chúa Giêsu như vậy và nhiều người trong các hội thánh cũng đối xử với Chúa không hơn không kém. Điều đó giải thích tại sao có nhiều tín đồ chỉ thỉnh thoảng đi nhà thờ phượng Chúa, thỉnh thoảng dân hiến, đức tin của họ không tăng trưởng theo thời gian mà ngược lại đức đoạn, trồi sụt, chỉ đủ để sự cứu rỗi được bảo đảm đời đời, không muốn Chúa thật sự cai quản trọn vẹn đời sống của mình. Nhưng quan niệm như vậy là sai, là chưa tin Chúa, là coi thường Chúa Giêsu và rất tiếc đó là thái độ của rất nhiều người trong cộng đồng cơ đốc ngày hôm nay. Có rất nhiều người đã cầu nguyện tin Chúa, đã nhận Chúa vào lòng, nhưng cuộc sống của họ không khác gì so với người của thế gian. Họ cho rằng họ là cơ đốc nhân, nhưng họ không biết, không rõ Giêsu là ai. Bởi vì nếu họ biết Chúa Giêsu là đấng trích, cuộc sống của họ sẽ khác hơn. Vậy thì Kinh Thánh nói Ngài là ai? Chúa Giêsu tuyên bố Ngài là ai? Trước tiên hãy xem lời Chúa Giêsu nói trong văn đoạn 10 câu 30 Ta với cha là một Văn đoạn 1 câu 1 nói Ngôi lời là Đức Chúa Trời Văn đoạn 1 câu 14 nói Ngôi lời đã trở nên xác thịt Điều này rõ ràng cho thấy Chúa Giêsu tức là Đức Chúa Trời xong xác thịt Tại sao Chúa Giêsu phải là Đức Chúa Trời? Vì nếu Ngài không phải là Đức Chúa Trời Sự chết của Ngài không có linh nghiệm để trả thay tội lỗi của toàn thể loài người. Văn nhất đoạn 2 câu 2 Thần tánh của Chúa Giêsu giải thích lời tuyên bố của Ngài Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta không ai được đến cùng cha. gian đoạn 14 câu 6 Hội thánh phải là cộng đồng gồm những người biết rõ Chúa Giêsu là ai. Chúa Giêsu định nghĩa hội thánh qua cách thứ hai. Hội thánh là một cộng đồng của những người tự tin khi công bố về Chúa Giêsu. Câu 18 viết: Còn ta, ta bảo ngươi rằng Ngươi là phi ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này. Các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Câu này có nghĩa gì? Đá mà hội thánh xây trên là gì? Tên của sứ đồ phi cũng có nghĩa là đá. Và ở đây Chúa Giêsu muốn nói, ngươi là đá và trên đá này ta sẽ xây hội thánh ta. Nhưng trên nền tảng của phi là gì? Để Chúa Giêsu xây hội thánh trong câu 17, Chúa Giêsu cho biết bởi ân điển của Đức Chúa Trời mà Phi-e-rơ biết được Chúa Giêsu là Đấng Christ, con của Đức Chúa Trời hằng sống. Và liền sau đó, câu 18, Chúa Giêsu phán: "Câu này ta sẽ xây hội thánh ta trên lời tuyên xưng đức tin này của Phi-e-rơ." Đá của hội thánh, tức là nền của hội thánh là lời công bố về Đấng Giêsu Triết của Phi-e-rơ. Phi-e-rơ là người đầu tiên công bố tin lành này. Lời công bố này là nền để xây hội thánh đầu tiên bắt đầu trong công vụ đoạn 2. Chuyện xảy ra từ công vụ chương 2 khi Fierro đứng trên và giảng lần đầu tiên từ câu 14 và đến cuối câu 36. Fierro công bố Giêsu là Chúa và Trích. Đó cũng là lời của Fierro nói ở Mafia 16. Từ câu 37 cho đến câu 41, 3.000 người tin Chúa và đưa đến việc thành lập hội thánh đầu tiên. Chúa Giêsu tiếp tục xây dựng hội thánh trên lời công bố tin lành qua môi miệng của phi và các sứ đồ. Tiếp đến, công vụ 12 và qua công vụ 13, phi rút lui và phao tiếp nối. Phúc âm tiếp tục được ra truyền, hội thánh tăng dần. Quý vị biết tại sao không? Không phải chỉ bởi phi hay phao lô, mà bất cứ ai rao truyền phúc âm, Chúa sẽ xây hội thánh của Chúa trên lời rao truyền đó. Hội thánh gồm những người biết rõ Chúa là ai và rao truyền phúc âm. Đó là những người mà Đức Chúa Trời hứa là sẽ ban cho sự sống cứu rỗi đời đời. Họ là những cơ đốc nhân thật sự. Hôm nay câu hỏi căn bản cho mọi người. Tôi có phải là một thành viên của Hội Thánh Chúa hay không? Một thành viên của Hội Thánh Chúa có hai điều kiện. Biết rõ Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời để sống trong ý thức đó. Thứ hai là rao truyền công bố Chúa Giêsu là Đấng Christ. Hội đủ hai điều kiện này, cơ rốt nhân này có sự cứu rối được bảo đảm đời đời. Kính thưa quý khán thính giả, vì thời gian phát hình của chúng tôi có giới hạn nên chương trình sẽ tạm chấm dứt tại đây. Xin gặp lại quý khán thính giả qua lần phát hình sau. Kính chúc quý vị và gia đình mọi sự an khang và thịnh vượng trong ơn lành của Chúa. Đời người quá thân con ta từng ngài là sức sống, con luôn tin kính thưa quý vị, VTV sáng nay đến đây là chấm dứt. Bích Phượng kính mời quý vị đón xem VTV Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2020 vào lúc 11 giờ sáng giờ Hoa Thành Đốn. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho VTV xin email về at gmail com Bích Phương kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị một cuối tuần bình an và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Tổ chức Ngày Nhân quyền cho Việt Nam, Vietnam Human Rights Day, May 11 Organization thư mời tham dự lễ kỷ niệm năm thứ 26 Ngày Nhân quyền cho Việt Nam, Việt Nam Human Rights Day 2020. Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần, quý vị đại diện cộng đồng, quý đoàn thể cùng quý đồng hương, nghị quyết chung SJ168 của Quốc hội Hoa Kỳ và công luật số 103 258 do Tổng thống Bill Clinton ban hành ngày 25 tháng 5 năm 1994 đã vinh danh và công nhận ngày 11 tháng 5 là ngày nhân quyền cho Việt Nam. Đạo luật này không những nói lên sự cam kết ủng hộ của chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ đối với công cuộc đấu tranh đòi tự do, dân chủ và nhân quyền cho dân tộc Việt Nam, mà còn thể hiện ý chí và quyết tâm người Việt hải ngoại luôn đồng hành tranh đấu và yểm trợ để bảo vệ những nhân quyền căn bản của người dân trong nước. Vì hoàn cảnh đại dịch virus vũ hán, lễ kỷ niệm năm thứ 26 Ngày nhân quyền cho Việt Nam sẽ được tổ chức trực tiếp trên mạng xã hội Facebook Việt Nam Human Rights Day và YouTube Ngày nhân quyền cho Việt Nam 2020. Thứ hai ngày 11 tháng 5 năm 2020 vào lúc 11 giờ sáng giờ Hoa Thịnh Đốn, 10 giờ sáng giờ Houston. 8 giờ sáng giờ Little Sài Gòn và 10 giờ tối giờ Sài Gòn. Đồng bào trong và ngoài nước có thể theo dõi trên YouTube, Facebook hoặc xem lại sau đó bất cứ lúc nào. Trân trọng kính mời. Destiny Nguyễn, trưởng ban tổ chức.